quần tuần thăng nha mọi người. À, hoàn thắng hôm nay chú đi nấu hoàn thắng. Cảm ơn các bạn đang với chú đi nha. Hôm nay chú đi nấu hoàn thắng cho mọi người thèm, nhìn thấy thèm không nè. Rất là nhiều ngon nha. À, một tô hoàn thắng 30 đồng thôi, rất rẻ. Rẻ cho nó mau hết. Còn bên kia thì đang xào mì. Bởi vì hôm nay thức ăn tự tay thì mình nấu rất là ngon mọi người ơi. Anh vừa nói mà vừa chảy nước miếng.
một chút đi nha. Xào mì rất ngon mọi người ơi. Hai quan phút. Mì sắp sửa chuẩn bị xong rồi, chín rất ngon mọi người ơi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đây là cuộc sống của gia đình đó nha mọi người, chia sẻ với gia đình, với mọi người xem cho mọi người thích gia đình Chúa Ti và ủng hộ Chúa Ti nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngon không? Mì đây, mì chín đây. À hay chưa, ăn vụng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye. Chúng ta cùng ăn thôi. Đây đơn giản thôi. Đây nồi nước súp của Hoàng Thánh. Nồi nước súp của Hoàng Thánh. Đây là Hoàng Thánh. Rồi đây là mì. Đó đơn giản thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nào chưa đến biết đến kênh của Chúa Ti thì hãy đăng ký và subscribe cho Chúa Ti nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.